Trước tiên con kính chào quý ông bà và anh chị em. Có một cái thông cáo mà con mượn trong giây phút này để chia sẻ thêm chút xíu là trong gần đây chúng ta biết là có những kẻ gian và họ đã dùng một cái số điện thoại mà chỉ có gửi tin nhắn mà thôi, không có gọi điện thoại được, và họ đã giả dạng là một số các vị linh mục. Và trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại quận Cam là chúng ta đã có 6 vị linh mục đã bị cái người gian này giả dạng rồi. Và có nghĩa là họ làm sao họ gửi cái tin nhắn vào số điện thoại cell điện thoại di động của quý bà và chị em và nói đây là cha Bảo, hoặc là đây là cha Toàn, hoặc là đây là cha Tướng, và nói là mượn tiền. Và dĩ nhiên, và sau đó thì một số quý bà và anh chị em của chúng ta thì thường quý mến các linh mục, và vì thế là không có kiểm kỹ cái số điện thoại đó và đã nhẹ dạ và dễ tin và đã gửi tiền cho họ. Tạ ơn Chúa là trong cộng đoàn Thánh Phaero của chúng ta là chúng ta không có bị, bởi vì quý bà và anh chị em cũng sáng suốt và nhờ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã nhận ra được cái số điện thoại của con. Như là thầy Sáu có nói, ủa cha đổi số điện thoại rồi hả? Là cái người kia họ biết liền. Hoặc là có một số các anh chị bây giờ dẫn họ vào cái bẫy để cho cái người đó họ đưa là cái địa chỉ và số điện thoại ở thành phố Nha Trang, Việt Nam, và hoàn toàn gửi cái số tiền mà nói là cha Bảo mượn. Vì thế, xin quý bà và chị em loan truyền tin này ra càng nhiều càng tốt, không những tại cộng đoàn giáo xứ của mình, mà tất cả anh em linh mục của chúng con đã phổ biến hết rồi và cũng đã báo cho giáo phận. Và khi báo lên cho giáo phận mới kể một câu chuyện là chính họ, cái người gian này, con ý không nói là người gian, người Việt đó, là họ giả dạng là người Việt, nhưng mà cũng có một nhóm họ giả dạng là người Mỹ nữa, giả dạng là Đức Giám mục Timothy. Ngài đến với chúng ta mà dâng thánh lễ, truyền chức, truyền bí tích, thêm sức cho các cháu, Ngài cũng bị giả dạng luôn. Họ lên, họ lấy tấm hình của Ngài, xong rồi đưa vào Facebook và gửi hết tất cả mọi người là mượn tiền. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lưu ý về một số. Và con cũng biết được thêm rất là nhiều các giáo phận và thành phố khác cũng bị. Cha bạn của con ở Seattle cũng bị, rồi ở bên Texas cũng bị, hoặc là cha Quan ở Las Vegas cũng bị luôn. Cho nên chúng ta biết rằng là đây là một hiện tượng mà ngày nay trong cuộc sống nó xảy ra. Con có kể cho sơ tươi nghe, và con có thấy hai sơ đồng mến thánh giá. Con nghĩ trong tương lai khi họ làm những giả gian này, họ sẽ vào giả dạng các sơ luôn. Và cho nên con xin các sơ cứ việc thông cáo ra hết. Với chúng ta cũng biết rằng không có một vị tu sĩ nào, dù là nam nữ, mượn tiền đâu. Không có một ai mượn tiền đâu. Hoặc là giả dạng thầy Sáu, hoặc là con và các sơ, không có. Đừng biết chắc chắn như thế. Và chúng con không mượn tiền, chúng con không mượn, là chúng con chỉ có xin thôi. Chứ mượn rồi chúng con lấy tiền đâu mà trả. Cho nên vừa rồi con có tiếu á, là bây giờ con phải đi cày một ngày 10 chớp để mà trả nợ chứ. Mượn nhiều quá. Thì con xin thông cáo như thế. Và kế đến thì trong tuần này, tuần sau thì chúng con đi tĩnh tâm. Và vì đi tĩnh tâm thì không có thánh lễ chiều thứ sáu, và cũng không có trầu, không có giải tội. Nhưng hai thánh lễ buổi sáng chúng con sẽ có thầy Sáu để giúp cho nghi thức đọc sách thánh và rước lễ. Chính vì thế và chúng con muốn nói cái tin này một lần nữa để biết rằng là chúng con đi tĩnh tâm, và kẻ gian này sẽ lợi dụng là nói là các cha đi vắng, và sau đó cũng sẽ gửi tin nhắn tiếp tục để mà xin nói đóng vai là các cha để mà mượn tiền. Cho nên chúng ta lưu ý điều này không bao giờ có và cũng không bao giờ có.